Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc số 9 năm 2017, chuyên mục do Công an thành phố phối hợp với Đài truyền thanh truyền hình Bảo Lộc thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, xin gửi đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý như sau. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Bảo Lộc tiếp tục được giữ vững. Bắt khẩn cấp đối tượng bị truy nã toàn quốc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khởi tố đối tượng chuyên trộm cắp tài sản. Xử lý hơn 1.900 trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Thực tập phương án chữa cháy tại chợ trung tâm thành phố Bảo Lộc và các đơn vị xã phường. Phần cuối chuyên mục, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Nghĩa tình quân dân. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Bảo Lộc tiếp tục được giữ vững và ổn định. Công tác đấu tranh và phòng chống tội phạm được tăng cường. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Bảo Lộc xảy ra 32 vụ phạm pháp hình sự. Trong đó, trọng án xảy ra 3 vụ. Kết quả điều tra phá án đạt tỷ lệ 75%, trọng án đạt 100%. So với cùng kỳ năm trước, án chung giảm 9 vụ, trọng án tăng 3 vụ. Tội phạm ma túy phát hiện bắt giữ 11 vụ với 17 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố xảy ra 28 vụ, làm chết 30 người, bị thương 7 người. Cũng qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng đã xử phạt gần 1.900 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 700 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Bảo Lộc vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Bá Thắng, 27 tuổi, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là đối tượng đang bị truy nã toàn quốc về tội danh nêu trên. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân trên xã Đại Lào, trình báo việc xuất hiện một đối tượng lạ mặt từ nơi khác đến. Công an thành phố Bảo Lộc đã xác minh và tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Bá Thắng, 27 tuổi, trú tại xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an thành phố Bảo Lộc, đối tượng Thắng thừa nhận hành vi đã phạm tội của mình. Theo hồ sơ, đối tượng Nguyễn Bá Thắng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội truy nã theo quyết định số 3 ngày 5 tháng 4 năm 2017 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau hơn 4 tháng lẩn trốn, Nguyễn Bá Thắng đã bị công an thành phố Bảo Lộc bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Đại Lào. Hiện công an thành phố Bảo Lộc đang hoàn tất hồ sơ bàn giao đối tượng cho công an huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Bảo Lộc đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Hương Sen, 39 tuổi, ngụ tại tổ 19, phường 2 để tiếp tục mở rộng điều tra về tội trộm cắp tài sản. Từ tin trình báo của một số người bị hại, ngày 25 tháng 8 năm 2017, Công an phường 2 thành phố Bảo Lộc đã triệu tập Nguyễn Thị Hương Sen lên làm việc tại cơ quan công an. Ban đầu, Nguyễn Thị Hương Sen đã đưa ra một số bằng chứng ngoại phạm để quanh co chối tội. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua đấu tranh khai thác của cơ quan công an, Nguyễn Thị Hương Sen đã thừa nhận các hành vi phạm tội của mình. Đối tượng khai nhận, từ đầu tháng 7 năm 2017 đến nay, Sen đã đột nhập vào một số nhà dân tại xã Lộc Châu và một số cửa hàng bán trái cây tại địa bàn phường 2 để lấy cắp một số tài sản có giá trị như giấy tờ, bằng lái, cà vạt xe máy, điện thoại di động, máy tính bảng, túi xách bên trong có 21,4 triệu đồng rồi tẩu thoát. Hiện, đối tượng Nguyễn Thị Hương Sen đã được Công an thành phố Bảo Lộc khởi tố để điều tra xử lý theo thẩm quyền. Xác định Sen là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp nên Công an thành phố Bảo Lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ. Từ đầu năm đến nay, Công an thành phố Bảo Lộc đã xây dựng kế hoạch và phân công cán bộ cảnh sát tuần tra khép kín trên địa bàn. Tuần tra 24/24 giờ, triển khai quyết liệt, liên tục, đặc biệt vào những dịp cao điểm như lễ Tết và kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm trên lĩnh vực an toàn giao thông.
Qua đó, lực lượng công an giao thông, công an thành phố Bảo Lộc đã xử phạt hơn 1.900 trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 700 triệu đồng. Trong đó, các lỗi vi phạm chủ yếu là trường hợp chở quá tải trọng, có nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, v.v. Ngoài ra, trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an thành phố Bảo Lộc còn phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức 33 buổi kiểm tra tốc độ trên tuyến quốc lộ 20, đã phát hiện và lập biên bản 90 trường hợp, nhắc nhở 20 trường hợp, tạm giữ 2 xe mô tô, tổ chức 1 buổi kiểm tra nồng độ cồn, lập biên bản 11 trường hợp, thu phạt trên 33 triệu đồng các trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Sáng ngày 26 tháng 9 năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2 Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành tổ chức buổi thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại chợ trung tâm thành phố Bảo Lộc. Chợ trung tâm thành phố hiện có công suất 720 quầy sạp. Hiện nay, hầu hết các quầy sạp đã có tiểu thương đăng ký và kinh doanh với đầy đủ các mặt hàng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Trong đó, có rất nhiều mặt hàng dễ xảy ra tình trạng cháy nổ như hàng mã, vải, quần áo, hàng khô, v.v. Vì thế, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy luôn được Ban Quản lý chợ trung tâm thành phố đặt lên hàng đầu. Với tình huống giả định có cháy do sự cố hệ thống điện xảy ra tại chợ trung tâm thành phố Bảo Lộc, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2 Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an thành phố Bảo Lộc cùng các lực lượng liên quan đã huy động phương tiện phòng cháy, chữa cháy, kịp thời dập tắt đám cháy, không để thiệt hại về người và tài sản. Nhờ được thực tập, sử dụng thành thạo các phương tiện dụng cụ chữa cháy, công tác phòng cháy, chữa cháy đã diễn ra an toàn, hiệu quả. Qua thực tập, nhằm nâng cao ý thức về công tác phòng cháy, chữa cháy, chủ động xử lý các tình huống cháy nổ xảy ra đối với cơ sở, nâng cao khả năng sẵn sàng tác chiến giữa lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và các lực lượng tham gia chữa cháy, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản có thể xảy ra. Cũng trong tháng 9 năm 2017, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 2, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Bờ Lao, phường Lộc Sơn và xã Lộc Thanh tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư. Với tình huống giả định có cháy nổ xảy ra trên địa bàn dân cư, Ủy ban Nhân dân các phường xã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2 Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các lực lượng gồm Ban Bảo vệ thôn, Tổ dân phố, Tổ bảo vệ thôn, Tổ dân phố Công an phường, xã, Ban Chỉ huy quân sự phường, xã và Trạm y tế các phường, xã đã huy động phương tiện phòng cháy chữa cháy kịp thời dập tắt đám cháy, không để thiệt hại về người và tài sản. Theo ghi nhận, nhờ được thực tập, sử dụng thành thạo các phương tiện, dụng cụ chữa cháy, công tác phòng cháy, chữa cháy đã diễn ra an toàn, hiệu quả, đảm bảo yêu cầu đề ra. Qua thực tập, nhằm nâng cao ý thức về công tác phòng cháy, chữa cháy, chủ động xử lý các tình huống cháy nổ xảy ra đối với các cơ sở trên địa bàn quản lý, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và công tác phối hợp, tác chiến giữa các lực lượng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 1 vừa tổ chức đợt 2 phát động mô hình về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Theo kế hoạch triển khai, trong thời gian đợt 2 phát động về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 1 tập trung vào một số nội dung trọng tâm như tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, đề xuất với chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và phát triển mô hình nhân dân tham gia về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân để nâng cao ý thức, tham gia phòng chống tội phạm, giảm thiểu về tai nạn giao thông. Tăng cường chỉ đạo, xây dựng mô hình để đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng. Tăng cường công tác bình chọn, biểu dương, khen thưởng để nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong tham gia an ninh trật tự an toàn giao thông. Thông qua mô hình nhằm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với nhiệm vụ quốc phòng an ninh, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tiếp tục kiềm chế tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, đảm bảo sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội tại địa phương.
Sau hội nghị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 1 cũng đã tham gia diễu hành, cổ động trực quan qua một số tuyến đường nội phường với sự tham gia của Ban An toàn Giao thông thành phố, Công an phường 1, Câu lạc bộ Mô tô thành phố cùng các cán bộ công nhân viên, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận và các hội đoàn thể, ban ngành của phường và các tổ dân phố. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp theo chương trình là một số tin đáng chú ý khác. Tại trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với tỉnh đoàn Lâm Đồng, đoàn trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc, công ty Honda Việt Nam, Hít Tâm Anh tổ chức Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2017. Tại ngày hội, đoàn viên các cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn Bảo Lộc, đoàn viên trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế Bảo Lộc được nghe thông tin tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn 9 tháng đầu năm, nghe phổ biến, tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ và văn hóa khi tham gia giao thông. Cũng trong ngày hội, đoàn viên còn tham gia thực hiện các bài test kiểm tra kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn, tham gia thực hành lái xe đúng kỹ thuật, tiết kiệm nhiên liệu, lái xe an toàn. Công an thành phố Bảo Lộc vừa tổ chức thăm hỏi và tặng 5 triệu đồng cho Trung tâm nuôi dạy con nạn nhân chất độc da cam thành phố Bảo Lộc. Tại trung tâm, cán bộ chiến sĩ lực lượng công an thành phố Bảo Lộc đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các cháu nạn nhân da cam, động viên chia sẻ những nỗi đau các cháu gặp phải. Công an thành phố Bảo Lộc mong muốn và động viên cán bộ, nhân viên trung tâm khắc phục khó khăn, nuôi dạy các cháu, đảm bảo đầy đủ các điều kiện. Được biết, đây là hoạt động thường xuyên thiết thực của lực lượng công an thành phố chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, cơn mưa dông kèm theo lốc xoáy diễn ra vào chiều ngày 19 tháng 9 vừa qua xảy ra tại phường Lộc Phát đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho hơn 30 hộ dân nơi đây. Ngoài nỗ lực khắc phục hậu quả của bà con địa phương, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc, phường Lộc Phát, Công an thành phố Bảo Lộc và một số đơn vị hảo tâm cũng đã vào cuộc giúp đỡ bà con bị thiệt hại đứng lên sau cơn mưa bão. Theo ghi nhận, khoảng 15 giờ ngày 19 tháng 9, mưa to kèm theo gió, kèm theo lốc xoáy mạnh, bất ngờ qua địa phận phường Lộc Phát. Trong đó, tâm dông lốc đi qua tổ 2, tổ 3 và tổ 4. Trong khoảng 1 giờ đồng hồ, dông lốc đi qua đã làm hơn 30 nhà dân bị tốc mái, tường rào đổ sập, nhiều tài sản bị hư hỏng, nhiều cây cối bị gãy đổ. Ước tính tổng thiệt hại gần 2 tỷ đồng. Sau khi cơn dông đi qua, các hộ bị thiệt hại bắt tay nhau vào việc dọn dẹp, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Không cần bảo nhau, những người dân trong khu vực cùng nhau thu dọn, sắp xếp, giúp đỡ nhau với tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc, Ủy ban Nhân dân phường Lộc Phát cùng đại diện các ban ngành địa phương đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận tình hình, động viên thăm hỏi, trấn an tinh thần người dân, đồng thời triển khai khẩn cấp một số biện pháp kịp thời giúp người dân khắc phục hậu quả sau cơn dông lốc. Lãnh đạo thành phố cũng như là phòng chống cứu nạn, cứu hộ bão lụt của thành phố cũng đã nắm bắt được tình hình kịp thời và đã cũng đã có cái chỉ đạo đối với đơn vị phường Lộc Phát, phòng kinh tế cũng như là ban phòng chống cứu nạn cứu hộ của thành phố là tập trung để giúp dân, trước hết là quan tâm đến tính mạng của người dân, thì đến nay không ảnh hưởng đến tính mạng của người dân, thì hiện nay là hỗ trợ người dân là cái bước đầu tiên mà thành phố cũng như là phường phải quan tâm. Cái thứ nhất là chỗ ở của 5 hộ tốc mái thì hiện nay cũng đã sắp xếp ổn định ngay sau cái cơn lốc đó. Thì một trường hợp được tu viện cho ở nhà, 2 trường hợp là có con, 1 trường hợp là có 2 căn nhà thì họ di chuyển đến căn nhà không bị. Và 1 trường hợp còn lại thì cũng sắp xếp là ở nhà bà con. Thế thì 5 trường hợp đó chúng tôi quan tâm đầu tiên. Đấy, mừng thứ nhất là không có trường hợp nào ảnh hưởng đến tính mạng người dân. Còn những trường hợp còn lại thì chúng tôi cũng đang chỉ đạo đối với các đơn vị liên quan là chúng ta phải thống kê
tất cả những thiệt hại của dân, nó đến giờ này chúng tôi nắm sơ bộ nó khoảng sấp xỉ khoảng 2 tỷ. Trước mắt thì khắc phục cái hậu quả là huy động các lực lượng tại địa phương như là huy động các mặt trận, các đoàn thể của địa phương này, tổ dân phố, rồi các ban công tác mặt trận của tại tổ dân phố cùng với những một số như là các ban ở trong các giáo xứ đến khắc phục trước mắt cho những cái hộ mà nặng nhất để có chỗ ở. Còn và sau đó sẽ là học gấp về cái ban chỉ đạo phòng chống bão lụt cũng như về trích từ quỹ của địa phương để hỗ trợ cho gia đình. Địa phương bây giờ sẽ bố trí người thường xuyên xuống dưới các hộ để cùng với gia đình họ chấn, đầu tiên là trấn an tinh thần. Tại vì thực ra cái bão lũ đợt này thì cũng cái may mắn ở địa phương là không có bị thiệt hại đến tính mạng, người bị thương. Do đó là chủ yếu là về vật chất. Và cái nỗi sợ hãi từ trước tới nay mà người dân chưa có phải đối mặt. Mà hiện nay thì người dân đã phải đối mặt lần đầu tiên mà có cơn lốc xoáy như thế. Tại vì cái cơn lốc xoáy hôm qua rất là lớn, tôn hoặc là những đòn tay có thể bay giống như là một cái vật ly lông nhẹ nó bay ở trên bầu trời như vậy. Do đó là về tinh thần là khủng hoảng là chủ yếu. Do đó là địa phương sẽ thường xuyên xuống để gặp cùng với gia đình và cùng với tổ dân phố phải trấn an tinh thần đầu tiên và sẽ khắc phục được cho họ trong qua được cái nỗi lo như hiện tại hiện nay. Biết tin bà con nhân dân phường Lộc Phát bị thiệt hại sau cơn dông lốc, qua giới thiệu của phóng viên ghi nhận tại hiện trường, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, người tàn tật, trẻ mồ côi thành phố Bảo Lộc, Chi đoàn Công an thành phố Bảo Lộc lập tức lên đường đến với bà con vùng bị thiệt hại. Tại các nơi đến, đoàn đã thăm hỏi động viên gia đình người bị thiệt hại, cố gắng khắc phục hậu quả sau cơn mưa dông, tặng quà và chia sẻ khó khăn với những gia đình không may mắn. Riêng đối với Chi đoàn Công an thành phố Bảo Lộc, ngoài thăm hỏi động viên và tặng quà các gia đình bị thiệt hại, đối với những gia đình chưa khắc phục xong hậu quả, các bạn đoàn viên đã trực tiếp thăm nắm tình hình và bắt tay ngay vào việc giúp dân khắc phục hậu quả sau thiên tai. Hình ảnh về những người chiến sĩ công an trẻ, năng động, sẵn sàng dấn thân, làm ấm lòng người dân nơi vùng bị thiệt hại. Thì mình cũng có động viên, tuy là nhỏ nhưng mà cái tinh thần và cái tình cảm của đoàn viên công an thành phố cũng như là của các cá nhân, nhân viên của truyền hình ủng hộ họ để họ sớm khắc phục được cái hậu quả của thiên tai, đường hướng để nâng cao hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân ở trong lòng người dân theo cái định hướng là thân thiện và giúp đỡ. Thì việc này thực tế là Hoan cũng là lực lượng chốt khác, thì cái nhiệm vụ là làm sao để xã hội phát triển theo đúng cái hướng định hướng của pháp luật và nhà nước. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì cái việc khi mà cởi bộ đồ ra thì người công an chiến sĩ cũng là một người dân bình thường, cái việc tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống thì đó là điều mọi người nên làm. Dòng lốc đến bất ngờ khiến nhiều người không kịp trở tay, thiệt hại ắt không thể tránh khỏi. Nhưng với sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự sẻ chia, sẵn sàng giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị hảo tâm, rồi đây bà con nơi vùng thiệt hại sẽ sớm khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, trở lại cuộc sống thường ngày. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc số 9 năm 2017 do Đài Truyền thanh Truyền hình Bảo Lộc phối hợp với Công an thành phố Bảo Lộc thực hiện. Để theo dõi lại chuyên mục, kính mời quý vị và các bạn truy cập website baoloconline.lamdong.vn vào trang chuyên mục. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.